Trong chuyên mục Chính trị và đời sống hôm nay, Anh Chi muốn gửi tới quý vị một bài viết, hay nói đúng hơn là một tâm thư mà Anh Chi tìm thấy được trên trang Facebook Ngô Thứ. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Xin cho chúng con được sống. Một tân binh cấp 3 là học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 9 tại thành phố Hồ Chí Minh đã gửi một lá thư thống thiết tới các bác lãnh đạo, các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo. Và dưới đây là nguyên văn của bức thư. Kính thưa các bác lãnh đạo, các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo, cháu xin được trút hết nỗi lòng đã giấu giếm suốt bấy lâu nay, và cháu cũng như nhiều bạn học sinh khác mong chờ là sẽ nhận được những lời chia sẻ cũng như ý kiến của các bác lãnh đạo, các vị phụ huynh và các thầy cô giáo. Đã nhiều năm nay, hầu như cuộc đời của học sinh chúng cháu chỉ là thức dậy, đi học trên trường, đi học thêm, rồi về nhà và lặp lại như vậy. Qua nhiều năm, niềm đam mê học tập của cháu dần mất đi. Cháu bắt đầu kiệt sức, chán nản và tuyệt vọng khi nghe đến chữ học. Không biết từ bao giờ, thời gian chúng cháu đi học còn nhiều hơn khoảng thời gian chúng cháu được ngủ. Đối với cháu, càng học cao hơn, kiến thức càng trở nên vô nghĩa. Cháu biết nói ra điều này thật là vô ơn. Để có được những kiến thức hôm nay là công sức đầy gian lao của những người đi trước. Nhưng mà cháu tự nghĩ, vì sao giáo viên chỉ có thể dạy một môn, nhưng bản thân một học sinh thì phải học tới những mười mấy môn. Không chỉ vậy, chúng cháu còn phải chịu áp lực nặng nề từ thầy cô, từ phụ huynh và cả từ xã hội nữa. Một lớp học phải có từ 40 em học sinh giỏi khá và không được có học sinh trung bình. Đã đi học thì các môn tổng kết cả năm cứ phải từ 8 điểm trở lên, thậm chí là cao hơn. Tỷ lệ tốt nghiệp của trường sau một năm thì phải đạt 90% trở lên. Có trường phải giữ vững mục tiêu là 100%. Cháu đã nhiều lần suy nghĩ về những cái gì mà chúng cháu đang được học. Càng nghĩ, cháu càng cảm thấy nản hơn khi cháu nhận ra rằng mình gần như không thể tiếp nhận được những kiến thức mà nhà trường dạy. Bộ não của một người trưởng thành chỉ nặng có gần 1.400 gram, tức là 1,4 kg đó. Nhưng mà những người của thế hệ đi trước lại mong chờ chúng cháu học đều, học tốt, cả một cái lượng kiến thức khổng lồ từ hơn 10 môn học khác nhau. Ôi rồi, cháu sợ lắm. Cháu sợ mỗi khi ông mặt trời lại lên, báo hiệu một ngày đi học nữa lại đến. Cháu sợ khi điều đầu tiên thầy cô làm khi bước vào lớp là khảo bài, kiểm tra một núi bài tập họ giao cho chúng cháu. Cháu sợ khi tiếng trống giờ về không có đồng nghĩa với việc chúng cháu được về nhà nghỉ ngơi đâu, mà nó chỉ đơn thuần là giờ ra chơi giữa giờ học chính khóa và giờ học thêm. Cháu sợ khi nhìn các bạn đồng trang lứa ăn vội ăn vàng cái bánh bao và ánh mắt họ đờ đẫn xa xăm, vô hồn ngồi trên chiếc xe máy giữa dòng người kẹt xe lúc 5 giờ chiều. Thưa các bác phụ huynh, các thầy cô, còn biết bao nhiêu câu chuyện chưa được kể về những áp lực vô hình mà mọi người đang vô tình đặt lên vai chúng cháu. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, đó là điều đầu tiên cháu được học khi bước vào lớp 1. Và cho đến bây giờ, khi đang ở độ tuổi 15, cháu căm ghét cái câu nói này kinh khủng. Cháu xin lỗi khi nói ra những điều này. Cháu biết việc này sẽ khiến cho những người đi trước khó chịu, nhưng cho phép cháu được nói lên nỗi lòng của mình. Cháu ghét đi học. Cháu ghét cái cảm giác bước qua cổng trường, mở cái cuốn sách giáo khoa, chép từng trang vở. Cháu cảm giác mình lạc hướng. Từng ngày đi học, chúng cháu quay cuồng với việc học bài, kiểm tra. Những năm tháng dần trôi qua một cách vô nghĩa dưới áp lực của cái việc học hành của thầy cô và của gia đình. Chương trình học hiện tại không cho phép học sinh chúng cháu có quyền sáng tạo. Tất cả bị bó buộc vào những quy luật nhất định và chúng cháu, những người học sinh, bắt buộc phải làm theo chứ không có được thay đổi. Chính bản thân chúng cháu còn không hiểu mình đang học vì cái gì và vì ai. Học vì kỳ vọng của mọi người xung quanh. Học vì điểm số. Học để qua được một kỳ kiểm tra ư? Xong rồi sao nữa? Cuối cùng, sau hơn 20 năm học tập miệt mài căng thẳng, chúng cháu còn phải sống một cuộc đời rất dài. Và tới lúc đó, chúng cháu sẽ phải áp dụng những kiến thức đã học được vào cuộc sống. Nhưng cháu đã nhiều lần tự hỏi, cháu có thể sử dụng chuyển động tròn đều hay chiều tăng giảm của hàm số hay vector trong cuộc đời thật thì sẽ như thế nào? Chúng cháu cứ học rồi lại quên. Thầy cô thì cứ lao đầu vào giảng, giao bài tập về nhà, nhưng họ chưa bao giờ nói cho chúng cháu nghe ứng dụng của những kiến thức này trong cuộc sống. Từ một lúc nào đó, mọi người lại đánh giá nhau thông qua những con điểm. Chính vì những cái con điểm vô giá trị mà đã đẩy biết bao nhiêu số phận học sinh vào bước đường cùng, đã khiến cho mối quan hệ giữa cha mẹ con cái, giáo viên học sinh trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Cuộc sống của những học sinh giờ đây gần như chỉ xoay quanh cái từ học. Chúng cháu không biết đến khái niệm nghỉ ngơi, thư giãn. Chúng cháu gần như không còn hiểu được giá trị của những bữa ăn bên gia đình, vì gần như suốt một tuần chúng cháu chỉ gần như học thêm đến khi trời tối mịt luôn. Người bạn ngồi kế cháu, bạn ấy học rất giỏi, các thầy cô đều yêu quý bạn ấy, nhưng bạn ấy khổ lắm. Nhà bạn ấy ở quận 12 và bạn ấy phải đi xe buýt tới quận nhất để học thêm mỗi ngày. Từng ngày đi học của bạn ấy bắt đầu từ 5 giờ rưỡi sáng cho đến 11 giờ đêm. Bạn ấy đã kiệt sức rồi, cháu biết điều đấy. Khuôn mặt bạn ấy phờ phạc, ánh mắt bạn ấy bơ phờ, bạn bị thiếu ngủ và bị đau dạ dày. Những người như bạn cháu không có thiếu đâu, ngay chính tại cái thành phố Hồ Chí Minh này. Học sinh chúng cháu sống thờ ơ, lãnh đạm, vô cảm và không có kỹ năng sống. Chúng cháu không biết phải làm gì nếu có động đất hay sóng thần hay gặp một người bị đột quỵ ngay giữa đường. Người lớn thất vọng vì cách ứng xử của thế hệ trẻ, trong khi thế hệ trẻ chúng cháu lại thất vọng vì đang được giáo dục không có định hướng. Thưa các bác, là một học sinh, cháu đã vô cùng xúc động khi nghe thấy cái chủ trương không dạy thêm. Cái cảm giác vui mừng chợt chạy qua người cháu khi nghĩ đến cái cảnh chúng cháu không còn phải còng lưng ra học bài lúc 11 giờ đêm nữa. Nhưng mà hiện thực tàn khốc của việc học đã không cho cháu được vui mừng lâu. Trước cái cảnh mỗi năm đề thi đại học lại đổi mới một kiểu, trước cái cảnh cô giáo viên dạy toán của chúng cháu quảng cáo về lớp dạy thêm của cô một cách bí mật, cháu nhận ra mọi chuyện sẽ không hề tốt lên được, sẽ không bao giờ tốt lên được. Rồi sau tất cả, khi chúng cháu rời ghế nhà trường, đối diện với cuộc sống thật, chúng cháu lại lơ ngơ, lại hoang mang vì hoàn toàn không có những kỹ năng sống cần thiết. Cháu cầu xin các bác, các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo, xin hãy cho chúng con được sống. Xin cho phép chúng con được sống trong những năm tháng tuổi học trò một cách trọn vẹn nhất có thể. Xin đừng quá kỳ vọng vào tụi con để rồi chính những kỳ vọng ấy lại khiến cho mọi người thất vọng. Xin đừng có chỉ trích chúng con khi bọn con bị điểm kém. Xin hãy hiểu rằng mỗi người chỉ có những khả năng nhất định và bọn con không phải là thiên tài. Và cuối cùng con xin mọi người hãy hiểu, học sinh cũng chỉ là con người, không phải là máy móc.